cho 1.400 người đang xem. Hiện tại là phóng viên bán dành đi vô vào rất là nhiều luôn. Mọi người thông cảm cho em nha mọi người. Diễn viên ca sĩ đang vào tiến vào lễ viết. Không thấy gì luôn cả nhà. Đây. Anh Lộc, em danh kính gì không?